tiếp đến nữa là người lao động đang phàn nàn về cuộc bầu cử công đoàn của Amazon và giờ đây khi mà chúng ta thấy sự hào nhoáng bên ngoài của Amazon thì những người làm việc cho Amazon cũng cảm thấy là họ có những cái khó khăn và đang làm việc trong một môi trường rất là quá tải với lại số lượng công việc khổng lồ bên cạnh đó thì dường như công đoàn của họ cũng đang gặp những rắc rối không nhỏ. Jero uh, Brisson làm uh, đã bị Amazon sa thải vào hồi tháng 4 năm 2020 uh, khi ông đã đại diện cho những người công nhân tham gia vào một cuộc biểu tình để mà chống lại cách mà công ty Amazon đã đối phó với đại dịch Covid-19. Cuộc biểu tình rất lớn diễn ra tại cơ sở Staten Island ở New York của trụ sở Amazon gần 2 năm sau bất chấp việc gọi là bên phía của ủy ban lao động quốc gia đã phát giác ra dường như là ông Gerald Brisson đã gọi là bị cho nghỉ việc một cách bất hợp pháp không chính đáng và ông vẫn đang yêu cầu đấu tranh để lấy lại công việc của mình. thì trong một quy trình pháp lý kéo dài để có thể giúp đỡ cho ông Brisson khôi phục lại vai trò của mình thì các chúng ta thấy được rằng là những tổ chức của Amazon vẫn đang cố gắng để mà đấu tranh ngược lại để chống lại điều này vào việc ông Brisson bị sa thải và, và cũng như là quá trình mà trì hoãn không cho ông quay trở lại công việc gây nên một cái làn sóng phản đối mạnh mẽ của những người công nhân đặc biệt là người làm chủ công đoàn của họ đã bị cho nghỉ việc một cách bất công như vậy và trong trường hợp của ông này không phải là chỉ liên quan đến việc là trả lương không có công bằng và cũng như là việc ông không phải là người duy nhất vận động chống lại công ty Amazon mà đặc biệt là nó còn có liên quan đến những người khác mà những lá phiếu của họ dường như cũng đã không được chấp nhận một cách công bằng. Giống như là Frank Kerr là luật sư của Make up the road New York đại diện trong Britain cũng cho biết hội đồng quản trị của công ty đã không tạo điều kiện cho các công nhân của Amazon mỗi ngày và họ đều vi phạm đạo luật lao động quốc gia và thực tế là họ đã làm như vậy và họ không bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Cho nên là không để cho người lao động có một cuộc bỏ phiếu trung lập để lựa chọn người đứng đầu cho công đoàn của mình bởi một cách chân chính vì đã những vi phạm này đang gọi làm cho cái bầu không khí làm việc tại Amazon không tốt. Và bây giờ đây thì người ta đang tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Amazon. Chủ tịch liên đoàn lao động của Amazon đã bị sa thải à, đó là ông Kristen Small và hai công nhân khác đứng bên ngoài một kho hàng cũng đang cáo buộc là họ cũng đang bị Amazon đối xử một cách bất công kính thưa quý vị.